Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn những thảo dược để giúp bạn ngăn ngừa thai khi chưa thực sự sẵn sàng làm mẹ. Chúng hoàn toàn tự nhiên và ít gây hại cho người sử dụng. Những điều mà chú ý khi sử dụng các phương pháp ngừa thai mà mình chia sẻ thì các bạn nên ăn uống hợp lý và ngừng sử dụng khi có các dấu hiệu lạ, và không nên là dùng quá liều này và sử dụng bất cứ các loại thảo mộc nào trong các số kể trên khi đang muốn có thai. Những thảo dược giúp tránh thai tự nhiên mà mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đây đó là hạt cà rốt dại. Đây là một biện pháp tránh thai truyền thống trong việc phòng tránh thai. Bạn có thể nhai hạt cà rốt dại, bạn cũng có thể nghiền nó ra và lấy một muỗng cà phê nước để uống. Nhớ là khi sử dụng nó mỗi lần một ngày và liên tục trong vòng vài ngày, và nhớ uống cùng với nhiều nước. Các bạn uống càng với nhiều nước thì các bạn sẽ càng tốt. Tiếp theo đó là cây kế. Cây kế là một loại thảo mộc phổ biến ở Ấn Độ. Nó có thể gây vô sinh tạm thời. Các bạn chỉ cần cho một cây vào nước xong rồi đun sôi lên cho đến khi nước có vị đắng. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ lọc lại nước đó và uống phần còn lại của vị đắng. Và cây rau răm. Đây là một cây có chứa rất nhiều rutin và axit lactic, những chất gây cản trở việc thụ thai và giúp tăng kinh nguyệt. Khi bạn sử dụng thì các bạn có thể sử dụng bằng cách là lấy 4 chén nước và đun sôi, sau đó cho thêm 114g lá và uống cho đến khi bắt đầu có một kỳ kinh nguyệt mới. Tiếp theo đó là cây cựu lý hương. Loại cây này có chứa các chất ngăn ngừa thụ thai sớm như phenobarbital và rutin. Cách dùng: các bạn có thể sử dụng 2 muỗng cà phê cây cựu lý hương pha với nước sôi và để hỗn hợp đó khoảng một lúc cho đến khi ấm rồi mới uống. Và các bạn có thể sử dụng ngày uống 2 cho đến 3 lần mỗi ngày. Tiếp theo đó là củ gừng. Các bạn có thể uống 2 chén gừng đậm mỗi ngày để sẽ giúp ngăn ngừa thai, vì nó có tác dụng làm tăng kinh nguyệt này. Và chỉ cần rửa gừng hoặc là nạo nhỏ cho vào một cốc nước đun sôi trong khoảng độ 5 phút, sau đó thì để nguội thì bạn đã có một ly trà gừng như ý và giúp ngăn ngừa thai. Tiếp theo đó là kiều mạch. Thì kiều mạch cũng có các chứa các chất rutin, nó có khả năng ngăn ngừa thai. Bạn chỉ cần dùng 500g mỗi ngày là đủ. Đặc biệt là loại thảo mộc này không có tác dụng phụ đối với người sử dụng. Tiếp theo đó là cây nga ùi ngùi, là một loại thảo mộc có nguồn gốc từ Iran. Dùng với nước cây này mỗi tháng thì sẽ có tác dụng là tránh thai rất là tốt và hiệu quả. Củ tì dại. Ăn củ này thì các bạn nên ăn ít nhất từ 1 cho đến 2 tháng để có tác dụng tránh thai. Và lưu ý là không được ngưng ngày nào. Khi sử dụng cái loại củ này thì các bạn phải dùng đều đặn này, và không được ngừng ngày nào. Nếu mà các bạn dừng lại thì hiệu quả sẽ bị giảm đi. Tiếp theo đó là quế. Quế thì nó không có tác dụng hiệu quả bằng các phương pháp tránh thai khác, vì là nó chỉ có tác dụng sử dụng trong một thời gian dài. Thì khi sử dụng quế ngăn ngừa thai thì có bằng các cách như là kích thích tử cung gây ra các hiện tượng sảy thai tự nhiên. Nên là khi sử dụng quế thì các bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ để mang lại một hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo đó là vitamin C. Vitamin C thì ngoài làm đẹp da ở dạng tinh khiết thì vitamin C còn được coi như là một biện pháp tránh thai ngừa rất là hiệu quả. Cách dùng là các bạn lấy một lượng 1500mg chia làm 2 lần mỗi ngày
và uống liên tục trong 2 đến 3 ngày sau khi quan hệ tình dục thì không sử dụng bao cao su, thì vitamin C cũng rất là tốt cho da. Bên cạnh những phương pháp mà chúng tôi đưa ra để có nhiều phương pháp tránh thai tự nhiên hiệu quả khác, thì mong rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp được các bạn trong việc phòng tránh thai ngoài ý muốn. Chúc các bạn thành công!